Thưa quý vị và các bạn, duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng trường chuẩn quốc gia là một trong 10 đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Giang nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng bộ huyện Bình Giang đặc biệt coi trọng. Đến thời điểm này, sau một nửa nhiệm kỳ, Bình Giang đã có được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật trong công tác giáo dục trên địa bàn huyện Bình Giang trong nửa nhiệm kỳ qua là sự thay đổi vượt bậc của trường Trung học cơ sở Vũ Hữu. Năm học 2021-2022, trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Trường dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hải Dương. Riêng năm học 2021-2022, trên 96% số học sinh nhà trường xếp loại học lực giỏi, còn lại là khá. Nhà trường xếp thứ nhất tại kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 trung học cơ sở. Điểm bình quân thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học vừa qua của học sinh nhà trường cũng xếp thứ nhất toàn tỉnh với gần 42 điểm. Đấy cũng là cái sự ghi nhận, những cái sự đóng góp của tập thể cán bộ giáo viên của nhà trường, cũng như là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và phòng giáo dục đối với nhà trường trong cái việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng trường chuẩn quốc gia. Và nhà trường thì được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2019 và tiếp tục xây dựng để công nhận lại vào tháng 4 năm 2024.